dân qua truyền hình lãnh đạo Cộng sản xảo ngôn mong người dân tha tứ tin từ Thủ Thiêm. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2018, đoàn lãnh đạo Cộng sản đã tổ chức đối thoại với dân oan Thủ Thiêm qua màn hình TV, khiến nhiều người phẫn nộ vì thấy không được tôn trọng tuy nhiên trên mặt báo chí thì họ lại xảo ngôn mong người dân tha thứ. Trên trang Facebook cá nhân Hồng Quang Nghĩa của mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông bày tỏ sự nổi giận của mình vì ông đã bị từ chối khi ghi danh được vào đối thoại với dàn lãnh đạo cộng sản trong buổi tiếp tân. Ông Quang cho rằng gia đình mình là dân oan thủ thiêm bị cướp mất 3.000 mét vuông đất mà không hề có đền bù, nhưng ông lại không được tham gia buổi đối thoại cũng như mục sư Quang nhiều dân oan thủ thiêm khác chỉ được ngồi trong một căn phòng và xem đối thoại qua màn hình TV. Cách hình sự này của đoàn lãnh đạo tiếp dân đã khiến nhiều người phẫn nộ vì cung cách của đoàn tiếp dân này. Kính thưa quý vị, chưa dừng lại đây để lừa bịp người dân. Trên báo Petro Times ngày 14 tháng 11 loan tin, ông Nguyễn Thành Phong là chủ tịch thành phố của nhà cầm quyền Cộng sản phát biểu rằng mong bà con dân oan thủ thiêm tha thứ cho những khuyết điểm lỗi lầm của nhà cầm quyền vì đã cướp phá nhà đất của họ một cách thô bạo ông phong khẳng định không phải lúc nào chính quyền cũng đúng kính thưa quý vị